hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Hôm nay, mình Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Tý trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết cho từng tuổi Tý trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Sang năm 2021, người tuổi Tý sẽ thoát khỏi năm phạm thái tuế và bước vào năm tân sửu với vận khí hanh thông, hứa hẹn đón nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Trong năm tân sửu, người tuổi Tý có vận trình chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội, đảm bảo sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, nhất là ở hai phương diện, sự nghiệp và tài lộc. Có điều, sức khỏe bản mệnh không lý tưởng, có thể phải tốn kém khá nhiều tiền bạc cho phương diện này. Điều này cũng gây bất lợi cho cầu tự, nếu có kế hoạch sinh con năm 2021 hãy cân nhắc kỹ càng. Sự nghiệp. Trong năm 2021 chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức tăng lương. Thêm nữa, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra, năm 2021 là năm rất tốt cho sự nghiệp, con đường thăng tiến của những người tuổi Tý, đặc biệt là nam mệnh. 2021 tạo động lực cho con giáp này nỗ lực không ngừng. Nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo đó, trong năm tân sửu, những chú chuột tha hồ tỏa sáng, thể hiện tài năng cũng như khẳng định cá tính, cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, hết sức lưu ý, hành sự cần khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá kẻo rước họa tiểu nhân, thị phi bổ vây. Chính điều này là rào cản khiến con đường thăng tiến gặp chắc trở, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Quan vận năm 2021 của người tuổi Tý có chuyển biến mạnh mẽ, thậm chí xuất hiện sự đột phá bất ngờ mối quan hệ giữa bản mệnh với lãnh đạo, với nhân viên cấp dưới hay đồng nghiệp đều hài hòa, tạo tiền đề cho sự thăng tiến dễ dàng. Nếu ngoại giao tốt, tuổi tí nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí mới. Lộ trình đều đặn theo quý, đảm bảo không có sự tụt hậu. Ngược lại, nếu quan hệ xã giao không tốt, tự coi mình là nhất, bạn dễ vướng vào thị phi. Dù năng lực có được khẳng định, nhưng cũng chỉ được đề bạt lên chức phó hoặc vị trí không trọng yếu. Tài lộc Bản thân mệnh cách tuổi Tý đã có số vượng tài, đặc biệt trong năm 2021 sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản có điều trước khi làm bất cứ việc gì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của trong năm tân sửu nên tập trung phát triển công việc hiện tại không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian khi dồn công dồn sức cho một việc thành công sẽ lớn hơn là phân tán dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu nhưng tuổi tí nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu hết sức tránh tình trạng lãng phí kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại có thời điểm tuổi tý sẽ đối mặt với nhiều khó khăn áp lực về tài chính cả khách quan và chủ quan tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi tình duyên bước sang năm tân sửu tuổi tý chủ về có quy nhân là nữ giới trợ lực ví dụ làm mai mối giới thiệu đối tượng trưởng bối xe duyên Truyền tình cảm của tuổi Tý thuận lợi hơn so với tử vi 2020 về phương diện này. Theo đó, bản mệnh đón không ít hỷ sự trong năm. Tháng đào hoa vượng gồm tháng 2, 3, 4, 8, 11 và 12 âm lịch. Tháng đào hoa suy gồm tháng 4, 6 và 10 âm lịch. Sức khỏe Phương diện sức khỏe của tuổi Tý trong năm 2021 không có quá nhiều biến động. Nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp giữ hóa lành có điều, nhiều thời điểm trong năm sức khỏe suy giảm, tuổi tí dễ đổ bệnh. Dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, tuổi tí cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Chi tiết tử vi năm 2021 cho từng tuổi tí. Tử vi 2021 tuổi mậu tí sinh năm 1948 tích lịch hỏa, Năm 2021 của tuổi Mậu Tý là một năm khá bình yên và có nhiều may mắn đối với bản mệnh. Trên cơ bản, người sinh năm này có kinh nghiệm đối nhân xử thế nên luôn có cách ứng xử trong mọi tình huống, dù vấn đề lớn hay nhỏ thì bản mệnh cũng sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp khiến mọi người xung quanh khâm phục. Quan hệ của bạn với người thân trong gia đình hài hòa tốt đẹp, bản mệnh nhận được sự yêu mến và kính trọng của con cái trong nhà. Tình hình sức khỏe tương đối ổn định, song vẫn cần phải lưu tâm, không nên làm việc gì quá sức. Tử vi 2021 tuổi canh tí sinh năm 1960 bích thượng thổ. Người sinh năm 1960 năm canh tí sẽ gặp được khá nhiều may mắn. Bản mệnh được hưởng lợi nhiều nếu tham gia vào các công việc hợp tác, chấp pháp, có cơ hội được trọng dụng. Nhân duyên khá tốt cũng là yếu tố giúp bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, nâng đỡ của bạn bè và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vì công việc khá bận rộn, mà bản mệnh cũng đã khá cao tuổi nên sức khỏe dễ chịu ảnh hưởng, tinh thần thường rơi vào trạng thái áp lực, mệt mỏi. Tử vi 2021 tuổi nhâm tý sinh năm 1972 tăng đố mộc. Năm 2021 là năm tốt lành đối với người sinh năm 1972, tuổi nhâm tý. Bản mệnh đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống nhiều người gặp được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ nên chuyện thăng chức, tăng lương dường như không quá xa xôi. Các công việc cần sự hợp tác của đồng nghiệp, đối tác cũng diễn ra tương đối thuận lợi. Bạn dễ nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Tuy nhiên, do công việc tương đối vất vả nên nếu không chú ý nghỉ ngơi, bạn sẽ luôn thấy cơ thể mệt mỏi, thậm chí mắc phải một vài căn bệnh mãn tính. Tử vi 2021 tuổi giáp tý sinh năm 1984 Hải Trung Kim. Người tuổi Giáp Tý gặp năm Tân Sửu có thể đem lại nhiều cơ hội cho bản mệnh. Về cơ bản, bạn vẫn phát huy được sở trường của mình, được cấp trên yêu mến và tôn trọng, việc hợp tác với đồng nghiệp, đối tác diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chịu một số ràng buộc nhất định, không thể tự do làm mọi việc theo ý muốn của mình. Nhân duyên phát triển tốt trải qua một vài khó khăn, trắc trở, bạn có thể nhận ra ai là bạn bè thực sự tốt hoặc đem lại tác động tích cực với mình. Tử Vi 2021 tuổi Bính Tý sinh năm 1996 giản hạ thủy. Người sinh năm 1996 tuổi Bính Tý có một năm mới đầy triển vọng. Bạn còn trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân nữa. Mối nhân duyên tốt đẹp cũng giúp bản mệnh làm quen được với nhiều bạn bè tốt, có tác động tích cực đến sự nghiệp. Người độc thân nhận được sự quan tâm, chú ý từ người khác phái, bạn có cơ hội thành đôi với người mình yêu mến. Tuy nhiên cần lưu ý, tình trạng sức khỏe của bạn không được ổn định, không nên cậy rằng mình còn trẻ mà sinh hoạt thiếu điều độ. Tử vi 2021 tuổi Mậu Tý sinh năm 2008 tích lịch hỏa năm 2021 về cơ bản là tốt đẹp đối với người sinh năm 2008 bản mệnh có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra cốt là luôn kiên trì cố gắng không nản chí bỏ cuộc giữa chừng việc học tập có dấu hiệu phát triển tích cực một số người có thể giành được thành tích cao hoặc thi cử đạt được giải thưởng làm cán bộ trong lớp mối quan hệ xã hội phát triển tương đối hài hoa đa số nhận được sự yêu mến và quan tâm của cha mẹ cũng như thầy cô bè bạn tuy nhiên ở lứa tuổi này bản mệnh vẫn còn nhỏ nên còn cần đến sự giáo dục của cha mẹ và nhà trường đôi khi mâu thuẫn xảy ra là khó tránh khỏi tình hình sức khỏe của bản mệnh ổn định cần quan tâm đến vấn đề phát triển thể chất và tinh thần cảm ơn các bạn đã theo dõi